Xin mời chào tất cả các anh em, các chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Audio giới thiệu cho tất cả các bác khách ở trên mọi miền Tổ quốc, đó là hai dòng sản phẩm: một quả súp hơi 40 JBL, và cấu hình này là bên Tùng Nguyễn dựng lên và giao cho tất cả các bác, và một cục đẩy MK Aquatic V2.6, đó là mã sản phẩm của con này. Đây là sản phẩm đẩy nhập nguyên thùng bên China, hàng chính ngạch của công ty MK. Các bác lưu ý nhá. Đây, từ cái băng dính nó dính vào nó cũng là MK đây. Đấy. Cục đẩy này các bác nhìn này. Cục đẩy này có cái cấu hình là V2.6, đây là mã sản phẩm. Con này là MK Aquatic. Đẩy này là đẩy hai kênh, rất là đẹp luôn. Mặt con đẩy này rất đẹp. Chạy 32 sò và cả bù ác. Chạy 32 sò cả bù ác. Các bác nào muốn biết nội thất của con đẩy này và Zalo Tùng Nguyễn gửi hình cho tất cả các bác. Hai kênh đó, kênh A và kênh B, đánh cho các dòng loa full 30 và 40 côn 76. Chạy 32 sò này. Đấy, các cái dòng 30 và côn 100 đánh tẹt tèn tèn luôn, 32 sò mà. Thế nên là các bác đánh cục đẩy nó rất là khỏe. Nó chạy 650W công suất đủ trên một kênh. 650W công suất đủ trên một kênh, 32 sò. Là cả bu áp, tính cả bu áp các bác nhá. Đấy. Đây là có một cục đẩy này, nó rất là tiện là khi bày vào một cái kệ các bác nhá. Vì cục đẩy này nó thiết kế ngắn hơn so với các cái dòng đẩy đời cũ. Vì các dòng đẩy đời mới bây giờ nó bao giờ nó cũng phải thiết kế ngắn đi để cho nó vừa với cả các cái dòng kệ. Hàng chính hãng MK Aquatic này. Tem của hãng này các bác nhìn này. Tem chính hãng các bác nhá. Đây là những dòng sản phẩm hàng hãng của bên cửa hàng. Đối với cục đẩy này thì Tùng Nguyên đang giao cho một bác khách. Còn cục đẩy này sẽ có giá là 4,7 triệu một cục và được bao ship rồi. Các bác lưu ý cho em. Đấy, khi nên hoàn thiện đây này. Nguyên cả bộ thớt đây này. Tùng Nguyên đang quảng bá cho cái hàng chính hãng MK này và Tùng Nguyên cảm thấy chất lượng của nó rất là tốt nên muốn quảng bá liên tục cho khách hàng cập nhật mẫu của bên cửa hàng Tùng Nguyên Radio. Nguyên dàn của MK, hàng chính hãng. Đẹp chưa? Và cấu hình cho ra chất âm cực hay luôn. Và một quả súp điện 40, một quả súp hơi này thì sẽ phải đánh đẩy 3 kênh, 4 kênh hoặc là đánh 2 kênh và đánh 2 kênh khỏe thì một kênh đánh full, một kênh đánh súp được. Nhưng thường thường người ta sẽ đánh là 3 kênh và 4 kênh. Đấy. Một quả súp hơi 40 như này thì nó sẽ ăn công suất trực tiếp từ đẩy ra từ 220-100 với giá là 3,4 triệu một quả súp hơi thành phẩm. Đít bát có đôi 46 lỗ tỏa khí tỏa nhiệt từ 220-100. Xương ngâm đúc này. Từ to như cái thớt thì nó sẽ cho công suất là khỏe. Đánh các dòng đẩy từ như cục đẩy này thì đánh quả súp hơi này cũng ok này. Đấy, con này 32 sò thì công suất đủ. Màng xếp những hệ sóng và màng có kết hợp sửa sợi bông thủy tinh. Viên từ 500 của nó rất là dày và từ của nó là 220 nhịn màu vàng. Màng nó được sơn dầu. Màng nó sơn dầu vào xếp ly. Em sẽ có cung cấp lẻ một cái bát này nhé. Các bác nào có nhu cầu thay bát và dựng mới tự đóng cho mình chiếc thùng thì em đang cung cấp rời một cái bát này. Đấy. Màng sơn dầu, xếp ly, gân 3 gân. Thành phẩm chỉ có giá 3,4 triệu thôi. Vỏ của nó là vỏ gỗ rán, gỗ ván ép nhá. Dày phân 8, rất là dày. Cái gánh loa kéo đánh gia đình cực kỳ ok. Ở bên trong thùng thì em có bắn bông tiêu âm vòng quanh để cho nó tiêu âm và chống sâu hơn. Thế hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn Radio giới thiệu cho tất cả các bác khách ở trên mọi miền Tổ quốc về hai dòng sản phẩm này. Các bác có nhu cầu quan tâm đến hai linh kiện này liên hệ trực tiếp đến cửa hàng Tùng Nguyễn Radio. Tùng Nguyễn sẽ gửi hàng qua đường bưu điện hoặc nhà xe. Các bác nhận hàng kiểm tra rồi mới phải thanh toán tiền. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác nhé.